Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình quay trở lại ở đây. Sau khoảng độ 4 tháng nghỉ game Zone Hero thì hôm nay mình quay trở lại với một cái clip trải nghiệm Zone Hero sau 4 tháng bỏ game. Đây, bây giờ mình bắt đầu tạo tài khoản, bắt đầu vào game xem nào. Xem server ra server nào. Đây là một cái tài khoản mà mình vừa mới đăng ký xong. Server 2361 đi vào game. Giờ mới vào game thì nó lại là đồ họa tiếng Anh. Bình thường trước đây mình chơi ở bên server 882 ấy. Là mình đua top thì mình chơi thương khách này, nhịn được. Để về đánh giá tổng quan chung ấy, Blazeman này là đao khách. Như con này thì thường ông nào nó lối chơi cục súc thì thường thích đao khách. Đấy, cục súc với lại lầy lội. Swordman này thì nó là kiếm khách, nó lại là class nữ. Cái con này thì thật ra để mà nói về mình đánh giá chủ quan của mình thì cái vũ khí của nó ấy, vũ khí thời trang của nó nhìn cái gì cũng đẹp. Kể cả là đồ vị biển thì nó có cái cầm cái mái chèo. Đấy. Còn xem nào, giang hồ thực khách thì nó cầm cái xiên thịt. Đấy. Mình nhớ nó mang máng như thế. Còn mình cũng không lo lắm, không nhớ nhiều lắm bởi vì bỏ lâu quá rồi. Như con này thì mình thấy nhiều thằng nó chơi đam bot khủng cực kỳ luôn. Spearman thì giờ thương khách thì không nói rồi. Còn Wizard, Wizard ở trong này gọi là vua trúc nhưng thực tế nó gọi là pháp sư. Con này thì nhìn nó kiểu chibi thoái quá, nhìn mặt nó cứ ngu ngu, mình cũng không chơi được. Nhưng mà mình thấy đồn đâu bảo con này đam bot cũng nhanh, con này đam bot nó có thể cướp đam được của những con khác ấy. Nên hôm nay mình quay trở lại thì mình sẽ thử chơi cung thủ đi. Đơ rồi. Không hiểu đơ do mạng hay đơ do gì luôn. À đây, rồi. Chắc là đơ do mạng, mình cũng chơi nhờ wifi nhà hàng xóm này. Đây là khởi tạo này. Trên này, chuyển chức này. Rồi, chuyển chức thì nhìn có vẻ ok hơn. Thời trang, style. Cái này nhìn như kiểu là cái vân lân quyển vọng thư ấy, nhìn như kiểu là cái đồ kết hôn nó cho thì phải. Đấy, còn cái bộ quần áo ấy thì là thiên vân nhạc, nhìn nó cũng bệnh bệnh. Xưa giờ mình chưa rời mặc bộ quần áo này. Rồi bộ quần áo này thì nhìn thì quá ok luôn, nhưng mà chắc là cái này là nó sẽ rơi vào một cái sự kiện nạp. Mình đoán nếu mà đẹp như này thì thường nó sẽ rơi vào sự kiện nạp khi mà server mới mở, tức là ông chỉ có thời gian thôi. Rồi không lân la đấy, mình bắt đầu tạo nên một con nhân vật để chơi đây. Mình trải nghiệm cung thủ vào luôn. Thì dành cho bạn nào chưa hiểu về game này thì khi mà khởi tạo nhân vật nó cũng như bao nhiêu cái game khác, nó có một cái hệ thống nhiệm vụ tuần hoàn rất là nhiều. Tức là đầu game thì trong vòng khoảng độ một tuần đầu thì bạn chỉ có ăn làm nhiệm vụ, làm hết nhiệm vụ đi ra. Còn bạn nào mà xác định chơi đua top thì phải đua top từ đầu. Đấy, để tí nữa mình sẽ xem cái view của nó như nào nhé. Nhiệm vụ đầu tức là kiểu dạng như là xác định cái vũ khí của nó là vũ khí gì ấy. Dừng 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 lại một tí nhé, dừng lại một tí. Mình sẽ vào cài đặt chọn ngôn ngữ, anh biết là ngôn ngữ, mình chọn tiếng Việt đi, mình người Việt dùng tiếng Việt đúng không? Rồi bây giờ bị out rồi, vào lại thôi, vào lại. Rồi có tiếng Việt cho các bạn đây. Trước cái mình lúc mình mới chơi ấy, mình chơi 882, mình cầm top 1 server 882 khoảng nửa năm thì mình bỏ. Xong rồi chán chán, mình bây giờ mình quay lại mình làm clip thôi. Thì đấy, nếu như mà anh em nào có những cái gì mà không hiểu thì cứ hỏi mình, những cái gì mình biết thì mình sẽ trả lời, những cái gì mình không biết thì tất nhiên là mình không bao giờ dám múa rìu qua mắt thợ rồi. Đây, nhiệm vụ đầu tiên đã xong nhé, tức là bắn lên 5 con mèo.
mà đến 5 con mèo đạt được cái số lượng này thì nó sẽ chạy về. Nên tí nữa thêm có cái xốp ấy thì làm nhiệm vụ tuần hoàn sẽ nhanh hơn, bởi vì mình có thể mua được cái giày bay đấy. Thế thôi các bạn ạ. Mua một cái giày bay nó tốn một kim nguyên bảo các bạn, nhưng mà đổi lại là tiết kiệm cho các bạn rất nhiều thời gian này. Chứ còn nếu như mà các bạn cứ chạy qua chạy lại thì các bạn thọt mất nếu như các bạn định đua. Còn nếu như mà nên là quan trọng là tốn thời gian các bạn ấy. Các bạn chơi game là sao nó phải tiết kiệm tất cả mọi thứ, kể cả các bạn nạp chơi nó phải đúng kiểu, phải nạp đúng lúc, nạp đúng chỗ, đúng sự kiện thì các bạn mới mạnh được. Chứ không phải các bạn cứ hùng hùng cắm đầu vào nạp là các bạn sẽ mạnh đâu, không phải đâu. Còn nếu như trừ ông nào ông bảo ông chơi cái này để rửa tiền cho bố ông, bố làm to thì tôi không nói nữa. Rồi hình như là có cái skill rồi, có skill thứ hai rồi, xuyên tâm tiễn này, mưa tên này, skill ấn thường này, xem nó còn cái gì nữa. Nhìn thấy sơ sơ hai skill rồi. Con này kiểu dạng giống như con S ở bên MU ấy. Nếu bạn nào mà chơi MU Origin rồi thì chắc chắn là nhìn sơ qua đã thấy con này có hai skill giống con S rồi, một cái xuyên tâm, một cái mưa tên. Rồi nhìn cũng được, mà nói chung là nhìn tạo hình nhân vật của con này chắc là cung thủ à. Nhìn tạo hình nhân vật của con này thì có vẻ như là đẹp trai nhất trong mấy con. Rồi bây giờ nhận được con pet đầu tiên, con gà đàn bản kê, mở lên.